Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Này là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va có truyền rằng: Hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc hoe, không tật không vít và chưa mang ách. Đoạn phải giao nó cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Ê-li-a-sa thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rải 7 lần trên phía trước của hội mạc. Người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mắt người, là thiêu da, thịt và huyết với phận nó. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam, chùm kinh giới và màu đỏ sậm, liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Đoạn, thầy tế lễ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, sau rồi vào trại quân, bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, bị ô uế đến chiều tối. Một người tinh sạch sẽ hốt tro con bò cái tơ đổ ngoài trại quân trong một nơi tinh sạch. Người ta phải giữ tro đó cho hội dân Israel để dùng làm nước tẩy uế. Ấy là một của lễ chuộc tội. Kẻ nào hốt tro con bò cái tơ phải giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho dân Israel và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa dân đó. Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch, thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ 3 và ngày thứ 7 không làm cho mình được sạch, thì người vẫn không tinh sạch. Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình được sạch, thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi Israel, vì nước tẩy uế không có rải trên mình người, nên người vẫn ô uế. Sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Này là luật pháp khi có một người nào chết trong trại. Bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo, sẽ bị ô uế. Ngoài đồng, ai đụng đến hoặc một người bị gươm giết, hoặc một xác chết, hoặc hài cốt loài người, hay là một cái mã, thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Về kẻ bị ô uế, người ta phải lấy tro của con sinh đã bị thiêu đặng chuộc tội, để trong một cái bình và đổ nước chảy lên trên. Đoạn, một người tinh sạch sẽ lấy chùm kinh giới nhúng vào nước, rồi rải trên trại, trên các bình, trên những người có tại đó và trên người đã đụng, hoặc những hài cốt, hoặc một người bị giết, hoặc một xác chết hay là một cái mã. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người tinh sạch phải rải nước đó trên người bị ô uế, và ngày thứ 7 người tinh sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đang được sạch phải giặt áo sống mình, tắm mình trong nước và đến chiều tối mới được tinh sạch. Còn người nào sẽ bị ô uế mà không làm cho mình được sạch, một người như vậy sẽ bị trút khỏi hội chúng, vì người đã làm cho nơi thánh của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Nước tẩy uế không có rưới trên mình người, người vẫn ô uế. Ấy sẽ là một lễ định đời đời cho dân sự. Người nào rải nước tẩy uế sẽ giặt áo sống mình, kẻ nào đụng đến nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật chi mà người ô uế đụng đến đều sẽ bị lây ô uế, còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô uế đến chiều tối. Chương 20. Tháng Giêng, cả hội dân Israel tới đồng vắng Sin và dừng lại tại Ca-đe. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Vả không có nước cho hội chúng uống, chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. Dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai Cập đặng dẫn đến chỗ độc này,
là nơi người ta không gieo mạ được và chẳng có cây vả, cây nho, cây liệu và cũng không có nước uống. Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sấp mặt xuống đất và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Ấy đó là nước của Meriba, tức là nơi dân Israel cãi trả cùng Đức Giê-hô-va. Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó. Đoạn từ Ca-đe, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Ê-đôm, đặng nói rằng: Israel là em vua có nói như vậy: vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ê-díp-tô là làm sao. Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ê-díp-tô, nhưng dân xứ đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Này, chúng tôi hiện ở tại Ca-đe, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang khỏi bờ cõi của vua. Nhưng Ê-đôm đáp rằng: ngươi chớ khá đi ngang ranh ta, bằng cưỡng ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. Dân Israel tâu rằng: chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền, xin chỉ để đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Nhưng Ê-đôm đáp rằng: ngươi chẳng được qua đâu. Ê-đôm bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Ấy vậy, Ê-đôm không cho phép Israel đi ngang bờ cõi mình. Israel trở đi khỏi người. Cả hội dân Israel đi từ Ca-đe đến núi Hô-rơ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn trên núi Hô-rơ tại bờ cõi xứ Ê-đôm mà rằng: A-rôn sẽ về nơi tổ phụ mình, vì người không được vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel đâu, bởi vì tại nước Meriba các ngươi đã bội nghịch điều răn ta. Hãy bắt A-rôn và Ê-li-a-sa con trai người biểu đi lên núi Hô-rơ. Đoạn hãy lột áo sống A-rôn mặc cho Ê-li-a-sa con trai người. Ấy tại đó A-rôn sẽ được tiếp về và qua đời. Vậy Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ba người đi lên núi Hô-rơ, cả hội chúng đều thấy. Môi-se lột áo sống A-rôn mặc cho Ê-li-a-sa con trai người. A-rôn chết tại đó trên chót núi. Rồi Môi-se và Ê-li-a-sa đi xuống. Cả hội chúng thấy A-rôn đã tắt hơi rồi, bèn khắp người trong 30 ngày. Chương 21. Khi vua A-rác người Ca-na-an ở nơi Nam Phương hay rằng Israel theo đường Do Thám đi đến, bèn hãm đánh Israel và bắt mấy người cầm tù. Israel bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: nếu Chúa phó dân này vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Israel và phó dân Ca-na-an cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ này là Hột-ma. Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm. Giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng?
vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đổi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Kế đó, dân Israel đi và đóng trại tại Obot. Đoạn đi từ Obot và đóng trại tại Iye-Abarim, tại đồng vắng đối ngang Moab về hướng mặt trời mọc. Họ đi từ đó đóng trại tại đèo Seret, rồi từ đó đi và đóng trại phía bên kia Arnon ở trong đồng vắng, vừa ra bờ cõi dân Amorit, vì Arnon là giáp ranh của dân Moab và dân Amorit. Bởi cớ đó, trong sách chiến trận của Đức Giê-hô-va có nói rằng: Va-hép ở tại Su-pha và trũng Arnon cùng những triền trũng chạy xuống phía A-rơ và đụng ranh Moab. Từ đó dân Israel đến Bê-re. Ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó nước. Israel bèn hát bài này: hỡi giếng hãy tuôn lên, hãy ca hát cho nó. Giếng mà các vua chúa đã khai, các tước vị của dân sự đã đào, với phủ việc cùng cây gậy mình. Kế đó, từ đồng vắng dân Israel đến Ma-tha-na, rồi từ Ma-tha-na đến Nahaliên, từ Nahaliên đến Ba-mốt, và từ Ba-mốt đến trũng ở trong bờ cõi Mô-áp, tại chót núi Phít-ga, là nơi người ta nhìn thấy đồng bằng của sa mạc. Vả Israel sai sứ giả đến Si-hôn, vua dân Amorit, đặng nói rằng: xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua. Chúng tôi sẽ không xây vào đồng ruộng hay là vào vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước các giếng, cứ đi đường cái của vua cho đến chừng nào qua khỏi bờ cõi vua. Nhưng Si-hôn không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình, bèn hiệp hết dân sự mình đi ra đón Israel về hướng đồng vắng. Người đến Gia-hát chiến trận cùng Israel. Song Israel dùng lưỡi gươm đánh bại người và chiếm xứ người từ Arnon đến Gia-bốc, đến dân Ammon, vì bờ cõi dân Ammon bền vững. Israel chiếm hết các thành này và ở trong các thành dân Amorit, là ở tại Hết-bôn và trong các thành địa hạt. Vì Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân Amorit, là vua đã giao chiến cùng vua trước của Mô-áp, chiếm lấy khắp hết xứ người đến Arnon. Bởi cơ đó, những nhà văn sĩ nói rằng: hãy đến Hết-bôn, thành Si-hôn phải xây cất và lập vững, vì có một đám lửa bởi thành Hết-bôn, một ngọn lửa bởi thành Si-hôn mà ra. Nó thiêu đốt A-rơ của Mô-áp, các chúa của nơi cao Arnon. Hỡi Mô-áp, khốn thay cho ngươi! Hỡi dân Kê-mốc, ngươi đã diệt mất. Ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ trốn tránh, và con gái mình làm phu tù cho Si-hôn, vua Amorit. Chúng ta đã bắn tên nhằm chúng nó. Hết-bôn đã bị hủy diệt cho đến Đi-bôn. Chúng ta đã làm tàn hại đến Nô Phách, lửa đã lan đến Mê Đê Ba. Vậy Israel ở trong xứ dân Amorit. Môi-se sai đi do thám Gia Ê Xê chiếm các thành bổn hạt và đuổi dân Amorit ở tại đó. Đoạn dân Israel trở lại đi lên về hướng Ba San. Óc vua Ba San và cả dân sự người đi ra đón đặng chiến trận tại Ê-rê-i. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: đừng sợ người, vì ta đã phó người, luôn dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi khá làm cho người như đã làm cho Si-hôn, vua dân Amorit, ở tại Hết-bôn. Vậy dân Israel đánh bại Óc, các con trai người và cả dân sự người, cho đến chừng không còn người nào ở lại.
dân Israel chiếm lấy xứ người vậy. Thư của Phao-lô gửi cho Philemon. Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ và Timôthê anh em chúng ta, gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, cùng cho Áp-bi là người chị em, A-chíp là bạn cùng đánh trận, lại cho hội thánh nhóm họp trong nhà anh. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu và cùng các thánh đồ. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Vả hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm. Song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giê-xu Christ chịu tù nữa. Tôi, vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà nài xin anh. Ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm và cũng ích cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tin lành chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Nhưng thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Epaphra là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giê-xu Christ với tôi, có lời thăm anh. Mark, Aristarch, Dema và Luca cũng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ ở với tâm thần anh em. Thi Thiên 33. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy dùng đàn sắt 10 giây mà hát ngợi khen Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gãi nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực, đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài,
xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắng lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã trông cậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.